5. Bắt đầu từ hôm nay, cô cậu phải theo dõi tất cả mọi hoạt động của Quách Thiếu Hoa. Ta phải tranh thủ tóm gọn cả bọn tập đoàn này trong thời gian ngắn nhất. Dạ. Thị trưởng, xin mời. Mời. À, được, được. Anh Long à, hoạt động lớn như vậy sao không thấy mời công ty của chúng ta vậy? Ai biết được. Bắt đầu họp. Nói đi. Người này là Diêm Lạc Quy, là chi đội trưởng của công an biên phòng Giang Hải, 38 tuổi, người cửu giang Giang Tây nhưng lại nói được tiếng phổ thông rất lưu loát. 6 năm trước là trưởng cố vấn cũ của đại đội công an biên phòng ở khu ngoại ô, được điều tới chi đội Giang Hải. Người này tính tình bộc trực, xử lý việc một cách máy móc, làm mất lòng rất nhiều tay anh chị trong thành phố Giang Hải. Người kế tiếp. Còn nữa, người tiếp theo. Trương Bằng, trưởng cố vấn của chi đội công an biên phòng Giang Hải, 37 tuổi, người Bắc Kinh, cha mẹ đều là công chức nhà nước, tài năng cũng khá lắm, xã giao cũng rộng rãi, nhưng mà đến giờ vẫn không được trọng dụng. Nghe nói gần đây anh ta rất chán nản. Tại sao? Vì con người anh ta rất là kiêu ngạo, cũng không coi trọng công việc này lắm, đã từng có trắc trở. Trắc trở gì? Nghe nói bạn gái của anh ta không cho anh ta làm nghề này nữa. Anh ta không đồng ý cho nên cô ta bỏ đi. Điều này đã khiến anh ta rất buồn. Anh ta có sở thích gì không? Nghe nói anh ta rất thích đi săn. Thôi được rồi, dừng đi. Tôi có một người bạn trên thương trường nói với tôi rằng hiện nay nghề kiếm được nhiều tiền nhất ở Trung Quốc không phải là bất động sản, đó chỉ là buôn bán một lần, cũng không phải là mở hộp đêm hay là khách sạn. Tiền đó kiếm cực khổ lắm, mà là mở một công ty Thái Bình Dương. Thái Bình Dương? Đúng. Nếu như chúng ta mở được một con đường trên Thái Bình Dương thì chúng ta sẽ có một kho báu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Quan trọng là ở phía biên phòng. Khoảng thời gian trước, tại sao phía trước sau chúng ta đều có kẻ địch luôn luôn nằm ở thế bị động, đó chính là vẫn chưa giải quyết được biên phòng. Đúng á. Có câu quan huyện chẳng sợ bằng ông quản, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu đường biên phòng không qua được trôi chảy, cho dù những đường khác có qua trót lọt thì cũng bằng không. Bây giờ chúng ta bắt tay từ tên Trương Bằng này. Thưa quý vị, hôm nay có thể nói là tam hỷ lâm môn ha. Thứ nhất, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của ông Dương Kỳ Phong, phần công trình an cư của thành phố Giang Hải đã được bắt đầu rồi. Thứ hai, ông Dương Kỳ Phong được phong tặng danh hiệu người dân thấy việc nghĩa hăng hái làm của thành phố Giang Hải. Thứ ba, hôm nay là ngày thành lập quân đội 1 tháng 8. Tôi thay mặt ủy ban, chính phủ thành phố xin kính các đồng chí chiến sĩ đã ra sức cống hiến cho ngành kinh tế phát triển của thành phố Giang Hải một ly. Xin mời các vị. Nè, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nâng ly, uống cạn ly rượu mừng tình đồng chí, tình đoàn kết. Cạn ly. Cạn. Thị trưởng quá khen rồi. Chúng tôi là ban, chỉ muốn doanh nghiệp có thể phát triển rộng lớn.
chúng tôi không thể tách khỏi quân đội. Nếu như không có một biên phòng vững chắc, sẽ không có một nước Trung Quốc mạnh mẽ, và cũng sẽ không có được hoàn cảnh đầu tư ổn định. Cho nên tôi xin kính các đồng chí một ly. Hey, ông Dương à, ông khoan vội đã, tôi vẫn chưa nói xong mà. Vậy đi, tôi đề nghị các đồng chí chúng ta hãy kính ông Dương một ly trước. À, mọi người thấy có được không? Cạn với ông Dương đi. Đây, cạn ly. Ông Dương nha. Cái. Xin mời, xin mời. Kỳ Phong, mình kính cậu một ly. Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, bảo đừng uống nhiều rượu quá, vậy mà không chịu nghe. Uống nước đi. Em nghĩ là anh sai sao? Bây giờ anh không sai thì là cái gì? Trong lòng của anh rất khó chịu. Em đã nói với anh nhiều lần rồi, Dương Kỳ Phong không thể nào làm những chuyện phạm pháp đó đâu. Anh không chịu tin. Giống như là trong mắt anh, ai cũng là dân buôn lậu vậy. Anh vậy là bệnh nghề nghiệp đó. Em lấy giùm anh bộ đồ đi. Để làm gì? Anh có việc. Hôm nay là chủ nhật mà, anh muốn làm gì nữa? Anh có việc thật mà. Vậy em đi chung với anh. Cũng được. Bác Dương, bác yên tâm, chúng con sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ. Chúng con đã điều tra ra lô hàng đó là của ai rồi. Sở thành phố cũng đã đăng lệnh truy nã khắp nơi, sẽ nhanh chóng bắt được người đó. Đợi tụi con bắt được người đó rồi thì sẽ biết được người nào đã giết chết Hạo đâu. Bác yên tâm đi. Nè, bác hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Sao rồi Tiểu Đồng? Bác sĩ nói sao? Không sao. Bác ấy vừa uống thuốc xong. Bác sĩ nói tạm thời không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi. Vất vả cho cháu rồi. Hạo Đông đã chết. Đây là chuyện cháu nên làm mà. Đồng Đồng à, sau này nếu có chuyện gì, cứ việc nói với chú hả? Đừng cứ gánh chịu một mình. Biết chưa? Dạ cháu biết. Nếu như chúng ta là người một nhà rồi thì dì cũng không có gì e dè hết. Dì cảm thấy cháu nên trút bỏ hết gánh nặng ở trong lòng, sống một cách thật tốt. Có vậy ở thế giới bên kia Hạo Đông cũng sẽ yên lòng hơn. Đúng vậy đó. Thật ra cháu cũng biết đạo lý này, nhưng cháu muốn chính tay mình bắt tên hung thủ đó. Cháu muốn đích thân hỏi hắn tại sao lại tàn nhẫn, tại sao lại giết chết một người tốt như vậy. Đồng Đồng à, chú rất hiểu tâm trạng của cháu, nhưng mà cháu cũng đã là người lớn rồi, phải biết kiềm chế, phải biết quên đi một số việc. Mỗi khi cháu làm việc thì cháu có thể quên đi tất cả, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng lặng thì lòng cháu không thể nào bình tĩnh được. Hạo Đông, anh còn quá trẻ. Cháu luôn cảm thấy tụi cháu còn phải đi một đoạn đường rất dài. Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một mình cháu cô đơn trên đường đời. Hiểu Đồng, vẫn là người xưa nói rất hay, người chết không thể sống lại được, cháu vẫn phải nhìn về phía trước. Đúng vậy, cháu phải nhớ pháp luật sẽ có sự trừng trị thích đáng cho bọn phạm tội này. Thank you.
Con bé hiểu động, nó cũng thật đáng thương. Nó quá chung thủy với tình yêu. Có thì giờ anh khuyên nó đi nha. Được. Để anh giới thiệu cho nó một người ha. Ừ. Lại Quyên nghe đây. Chị đội trưởng, tôi là Triệu Nghi Kiên. Phòng trực của cơ quan thành phố điện tới, bảo là Dương Nghiệp Phong bị người ta tấn công trong biệt thự trên biển. Bảo chúng ta phải tới đó ngay, khống chế đường biển. Xảy ra hồi nào? 20 phút trước. Thông báo cho đội cano phong tỏa tất cả đường vào biệt thự trên biển và cả bến tàu nữa. Kiểm tra những thuyền khả nghi. Tôi sẽ tới ngay bây giờ. Dương Nghiệp Phong xảy ra chuyện rồi. Hả? Tôi đã tính rồi. Theo tốc độ phong tỏa của chúng ta thì tên sát thủ đó sẽ không thoát khỏi sự bao vây. Nhưng kết quả là chúng ta đã hoài công vô ích. Nhưng tôi dám chắc hắn không phải làm theo cách bình thường. Chuyện này vốn đã không bình thường. Tại sao hắn lại muốn giết Dương Kỳ Phong? Dương Kỳ Phong khiến cho 280 triệu tiền giả của Quách Thiếu Hoa rơi vào tay ta. Hắn chịu bỏ qua thì không phải. Nhưng giờ chúng ta vẫn chưa chắc chắn được số tiền giả đó có phải là của Quách Thiếu Hoa hay không. Vậy thì của ai? Của Dương Kỳ Phong. Lập tức báo về tổng đội, nhờ các đội tuyến 1 và tuyến 2 của trạm kiểm soát biên phòng chú ý kỹ hành tung của Quách Thiếu Hoa. Anh cũng chú ý nha. Giờ tôi tới bệnh viện. Được. Tới rồi đây, khế mới được rửa sạch. Ăn gì một chút nha. Đủ rồi, ăn nữa sẽ biến thành khế luôn á. Đàn ông ăn nhiều trái cây mới tốt, ăn nữa đi. Chị Giang nói đúng lắm. Anh đó, suốt ngày ăn toàn là đồ hải sản. Trong cơ thể anh thiếu nhất chính là vitamin đó. Đếm ra xem ai đến. Nhưng bụng của anh chưa nổ mới được chứ. Anh tới rồi. Thế nào rồi? Chào chị. Không sao, mời vào trong. Vô đi. Nè, mình tới thăm cậu đây. Cười cái gì? Đúng là thần giao cách cảm nha. Sao? Em mua khế, tưởng như cũng mua khế. Không ngờ rằng anh cũng mua khế. Chúng ta sắp biến Kỳ Phong trở thành quả khế rồi đó. Điều này chứng tỏ anh hiểu anh ấy chứ. Hả? Từ nhỏ tới lớn á, mình đều thích ăn trái cây này. Anh chị không biết đâu, trong mắt của ảnh, cái gì xưa cũ đều là tốt nhất. Ảnh từng nói là ngửi được mùi của biển thì ngủ mới ngon. Cho nên có ma mới dọn tới sống trong căn biệt thự trên biển này. Và cũng sẽ không xảy ra chuyện tối qua. Có những lúc em cũng muốn mình trở nên già đi một chút. Sao rồi? Vết thương không nặng chứ? Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Cũng may là không xảy ra chuyện lớn gì. Nếu không phó thị trưởng Dương sẽ không tha cho mình. Không nghiêm trọng gì đâu. Không sao thiệt chứ? Không sao. Vậy hãy nể mặt anh, cho anh hãy đi một vòng với anh nha. Anh đi đi. Mình đi. Hình như lúc đó mình không làm gì hết, Duy nằm trên giường đọc sách. Sau đó mình nghe được từ bên cửa sổ có tiếng động rất khẽ. Mình nhìn ra thì thấy một người mặc áo đen tay cầm súng. Mình vội vã nhào xuống giường. Tiếp theo thì nghe tiếng súng nổ. Vậy vết thương này của cậu? Tất nhiên là không phải trúng đạn. Là viên đạn đã bắn bể cái đèn bàn. Mạnh vỡ rơi xuống là mình bị thương. Xem ra tên này rành đường trong biệt thự của cậu lắm đó. Phòng của mình có ban công, họ muốn biết cũng không khó. Vậy cậu có nhìn thấy mặt của tên đó không? Khi mình đuổi ra tới ngoài thì thấy hắn nhảy xuống biển chạy mất. Nhảy xuống biển chạy mất? Tên sát thủ đó hắn mặc đồ lặn. Mình nghĩ chắc hắn lặn qua đây. Nếu không có lý nào bảo vệ của mình không phát hiện được. Hắn còn là một tên sát thủ chuyên nghiệp nữa. Kỳ Phong, mình nhắc cậu lần nữa, sau này chuyện không nên xen vào thì cậu đừng xen. Nói gì mà nghe được sao? Chuyện gì mà không nên xen vào? Bắt tội phạm là chuyện cậu không nên xen vào. Chuyện đó rất nguy hiểm. Mình mặc kệ. Chuyện giống như vậy mình cứ làm. Mình chẳng sợ đâu. Xem ai sợ ai chứ.
Dừng xe. Hình như tình hình căng lắm. Đúng vậy, chắc đã xảy ra chuyện rồi. Bình thường trạm kiểm soát ít nhân viên lắm, hôm nay tăng cường nhiều người như vậy, nói không chừng là muốn bắt chúng ta đó. Vậy phải làm sao đây? Em không muốn bị bắt đâu. Em tưởng anh muốn bị bắt lắm sao? Nếu như sợ thì sau này đừng theo anh nữa. Anh qua, mình xông qua đó đi. Bình tĩnh, mở đèn xi nhan đi. Tại sao chiếc xe kia lại dừng ở đó? Chắc là bị chết máy thôi. Họ đã mở đèn xi nhan báo kìa. Nhưng mà nãy giờ không thấy bóng ai hết. Chắc chắn có vấn đề. Hiểu đồng, thông báo tổ ba theo anh. Đó. Anh qua, giờ mình làm gì? Muốn chơi với tao hả? Cho bọn chúng chết luôn, đi. Anh Trương, nhờ anh ký nhận hồ sơ này. Anh Trương, tạm biệt nha. Tạm biệt. Nè Kiều Phong à, cậu đừng nôn nóng, cứ ở yên trong bệnh viện đi. Hả? Cậu cứ coi là nghỉ ngơi lấy sức đi. Cậu phải tin mình chứ. Hả? Vài hôm nữa sẽ có manh mối. À phải nè, được. Thôi gặp nhau rồi nói ha. Vậy đi, vào đi. Trương Ba, chuyện gì vậy? Đội trưởng, anh xem cái này trước đi. Đề tố cáo này có đáng tin không? Tôi cho rằng không thể loại bỏ bất kỳ sự khả nghi nào. Tập đoàn Kim Ngưu mới chuyển tới Giang Hải, nhưng chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi mà đã phát triển nhanh và mạnh như vậy. Anh cho rằng họ nhờ vào cái gì đây? Nhờ vào cái gì? Nhờ vào thực lực đó. Trường của dân trường, chắc anh còn nhớ vụ tiền giả chứ. Đó chính là manh mối do Dương Kỳ Phong điều tra ra, cung cấp chúng ta 280 triệu. Đây, cậu nhìn đơn tố cáo này đi. Trên tờ đơn này nói người nhận hàng là Dương Kỳ Phong. Anh bảo tôi có thể tin được à? Nhưng mà chị đội trưởng à, đơn tố cáo này được viết rất cụ thể. Trương Bằng à, chúng ta không thể nghi ngờ mọi chuyện, nhất là đối với những nhà doanh nghiệp từng chịu đựng sự thử thách như Dương Kỳ Phong. Chúng ta phải tin tưởng họ mới phải chứ. Không phải là tôi không tin, mà là vì giấy trắng mực đen được viết rất rõ ràng. Tôi cho rằng người này á đã nói thẳng Dương Kiệt Phong chính là chủ mưu đứng ở phía sau. Chúng ta không thể bỏ ngoài tai được. Chủ mưu cái gì? Chủ mưu cái gì? Anh động não đi, đừng có ăn nói lung tung. Đây cũng có thể là kế ly gián của Quách Thứ Hoa.
Anh nghĩ đi, một con tem 8 đồng cũng đủ khiến chúng ta điều tra trong nửa năm đó. Nè, phải rồi. Đây, anh xem đi. Anh xem đi. Đồng chí Dương Kỳ Phong vì ủng hộ việc bắt bọn buôn lậu của chúng ta đã cố tình mua 4 chiếc cano bắt tội phạm với động cơ mạnh của nước ngoài để tặng cho chúng ta. Điều này đã nói rõ cái gì? Tôi không phải là người chạy theo tiền bạc. Không phải nói đưa tiền là được. Tất nhiên, tôi cũng không phải là người chỉ lo chuyện tình cảm mà không nghĩ tới nguyên tắc của tổ chức. Tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi. Quách Thiếu Hoa muốn làm rối hướng điều tra của ta. Hơn nữa còn có thể phân tán sự chú ý của ta nữa. Nếu ta giả thiết mà nói, cho dù vụ tiền giả có chủ mưu thật, thì đó cũng là công ty Kim Trung. Sao lại kéo tập đoàn Kim Ngu vào vụ này? Hơn nữa, tên bạc quản lý đó dùng khổ nhục kế lừa mình dối người, thì ông ta cũng không thể hy sinh 280 triệu tiền giả đó của mình được. Vậy tại sao Trương Bằng lại dám chắc như vậy? Còn nói đi, cứ đè nén trong lòng làm gì? Chị đội trưởng à, con người của tôi không thích nói xấu sau lưng người khác. Nhất là ở trước mặt lãnh đạo này đi nói chuyện của một lãnh đạo khác. Nhưng có một số việc tôi có cảm nghĩ của mình. Chúng ta chỉ nói việc chứ không nói người. Hay là vậy đi, cậu hãy nói với tôi là trên công việc hay là trong cuộc sống, như vậy thì được chứ. Cuộc sống. Tôi biết. Đội trưởng biết hết à? Nè, cậu vừa nhắc đến cuộc sống tôi bỗng nhớ ra. Vấn đề cá nhân của cậu có phải cũng nên xem lại không? Bây giờ thì vội gì không vội. Còn gì gì khác không? À, không có. À, được. Bác sĩ nói sao? À, không có gì. Chỉ là kiểm tra bình thường thôi. Sao? Muốn mình có chuyện lắm hả? Làm gì có. Bác Dương, bác ngồi đây nghỉ một lát đi. Lại là cô ấy. Cậu biết cô ấy à? Tôi Hiếu Đồng, người trong chi đội của mình. Mình đã gặp qua cô một lần. Cô gái này cũng có khí chất lắm. Người đó là ba cổ sao? Không phải. Con trai của ông ấy là đồng chí trong đội mình. Trong lúc thi hành nhiệm vụ đã bị bọn quân lậu giết chết. À, thật là tội nghiệp. Con ông ấy là chồng sắp cưới của cô ấy. Thì ra vậy. Cô gái này cũng tội nghiệp quá. Mình tên là Ở Hiền Thì Gặp Lành. Cái làm điều xấu không bị quả báo không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc thôi. Đó là ông trời đang an ủi con người thôi. Không phải an ủi, mà là số kiếp. Có câu chạy trời không khỏi nắng, dĩ nhiên là chạy không khỏi. Chị đội trưởng, bác Dương, bác ngồi đây một lát nha, con sẽ quay lại ngay. À, chị đội trưởng à. Sao trùng hợp vậy? À, để chú giới thiệu, đây là bạn chú Dương Kỳ Phong. Ông Dương, chào ông. Muốn gì hả? Muốn cô em vui vẻ với anh em chúng tôi. Các anh cũng to gan lắm đó. Có biết phía trước là đâu không? Biết chứ, là nhà của cô em chứ đâu không. Anh Hai đừng nói nhiều lên đi. Lên. Ây à.
Chạy mau. Chạy. Em không bị thương chứ? Em không sao. Hai tên lưu manh này đúng là háo sắc coi trời bằng dung. Không sao thật chứ? Em không sao thật mà. Đi, anh đưa em về. Ừ. Ê, đi lâu vậy rồi cũng chẳng thấy được con vật săn nào hết. Thật ra trong rừng này có thú rừng không vậy? Anh không nghe thấy có tiếng súng hả? Nó không chịu, họ đã săn bắn rồi đó. Chỗ này là rừng của anh bạn, thú rừng nhiều lắm. Vậy chó săn có tấn công người không? Tấn công hả? Không chừng còn cắn người nữa. Vậy chúng ta đi mau. Nè, trưởng của dân trường đó của anh có phải thích làm việc một mình không? Anh ấy chính là vậy đó. Làm gì cũng hay thích làm một mình. Trong đội của chúng tôi, anh ấy chính là cấp trên. Vì ba anh ta là công chức cho nên ảnh là cấp trên. Chắc là vậy. Trưởng của dân trường không sao chứ? Ờ, không sao. Anh Dương à, nếu không phải ra tay kịp thời thì hôm nay gặp rắc rối rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là mấy con chó quan làm sao làm khó được trưởng của dân trường tiếng tâm lừng lẫy của chúng ta được chứ. Cảm ơn. Chúng ta đi là bạn cả, đừng khách sáo mà. Không biết hai anh có nể mặt không? Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối nha, tôi đãi. Không không không, hôm nay là anh Dương ra tay cứu giúp, phải là tôi khao mới phải chứ. Ai khao cũng vậy mà. Hôm nay Hà Tổng mời thì cứ để Hà Tổng khao đi. Chúng ta quen nhau đều là duyên phận. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, tôi phải mời luôn ông chủ của tôi. Không biết trưởng của dân trường có thấy tiện hay không ha. Được chứ? Đi thôi. Anh bạn, hôm nay cũng may nhật của anh. Cảm ơn nha. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta là bạn mà. Nào, tôi lấy trà thay rượu, kính anh. Ê, Phi Long à, ông chủ của anh khi nào tới vậy? Sắp tới rồi. Ông ấy nói sẽ mang theo hợp đồng đã ký đến, chắc có lẽ sẽ trễ vài phút. Chà, bà Tổng tới rồi. Thank you.
Nè, sao Dương Kiệt Phong không đến vậy? À, nghe Lạc Quy nói ông ấy thấy ngại. Có gì mà ngại chứ, ủng hộ thiết bị cho biên phòng là một chuyện tốt mà. Hình như là vết thương trên mặt ông ta vẫn chưa lành. Vậy hôm nay ông ta cử ai tới hả? Hình như là một cô chủ nhiệm văn phòng họ Viên. Họ Viên à? À, là người đó đó. Nhổ neo. Tịnh Như là chị hả? Con và mẹ mang thức ăn tới cho chú Dương nè. Cảm ơn con, ngồi đi. Chú Dương đâu cô? Chú ấy hả? Khi cô tới thì không thấy chú rồi. Vậy có phải anh ấy ra ngoài giường tản bộ không? Hình như không có. Xe ảnh không có ở trong giường. Khó khăn lắm người ta mới nấu canh gà cho chú ấy. Lần này không có ai uống rồi. Tịnh Như à, vậy chị không đợi ảnh nữa. Nhờ em nói lại với anh ấy một tiếng nha. Dạ được. Chúng ta về đi con. Dạ. Nè chị à, em muốn mời chị uống ly cà phê được không? Được chứ. Con ngồi được một lát nha. Dạ được. Chị Đình à, thật ra có đôi lúc em ganh tị với chị lắm. Ganh tị về cái gì? Chị coi, khi chị ngồi nói chuyện với Kỳ Phong, chị với anh có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không cần e dè gì hết. Lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói. Còn em khi ngồi nói chuyện với Kỳ Phong, thường thì không có gì để nói hết. Nhất là thời gian gần đây, anh đều không ở bên cạnh em. Em không biết mình đã làm sai chỗ nào mà khiến cho Kỳ Phong chán ghét em như vậy. Có lẽ em với ảnh cần phải có một quá trình tìm hiểu. Nhưng bọn em đã quen nhau lâu rồi. Nhất là thời gian gần đây, anh đối với em lúc thì thờ ơ, lúc thì nhiệt tình. Có những lúc trong mơ anh còn gọi tên Tô Bình nữa. Chị Đình, chị có quen cô Tô Bình này không? Không quen. Chị không quen người này. Em vừa học xong chương trình MBA, vừa giúp ảnh quản lý công ty, em đã bỏ cơ hội ra nước ngoài du học. Em thần tượng ảnh là một kẻ ngang tàng oai phong dữ dội, cũng y tính khí đàn ông tung hoành ngang dọc của ảnh. Vì muốn chiếm được trái tim của ảnh, chuyện gì em cũng đồng ý làm, thiệt thòi gì em cũng chịu đựng hết. Nhưng không ngờ đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của em. Tính Như, em đừng buồn nữa. Thật ra chị cảm thấy Kỳ Phong đối xử với em cũng rất tốt. Em coi, chị chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy quen người phụ nữ nào khác hết. Chẳng lẽ người tên Tô Bình lại là đàn ông sao? Có lẽ đó là người bạn thuở nhỏ của anh ấy. Người bạn thuở nhỏ? Bạn thuở nhỏ mà khiến ảnh nhớ mãi không nguôi,
Còn người ở trước mắt thì ảnh lại nhìn như không thấy. Em biết hôm nay em hỏi vậy là rất mạo muội, nhưng mà chị Đình à, em rất muốn hỏi chị, chị thật sự không quen cô Tô Bình đó sao? Chị không quen. Chị không quen thật mà. Nhưng em lại cảm nhận được sự tồn tại của cổ. Thật đó, cổ đang ở bên cạnh Kỳ Phong. Ở đó có lẽ là sự nhầm lẫn của em. Không, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn luôn chính xác. Hôm nay chạy không thoát rồi phải không? Đây là ý trời bắt sống cho ta. Con cá này rất có giá trị đó. Mà đuổi theo. Đứng lại. Chạy đi mày. Chạy đi mày. Đứng lại coi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đuổi theo. Phải bắt cho được tên Dương Kiền Phong là cho nó một trận. Đứng lại coi. Đứng lại. Chạy. Chạy đi mày. Chém chém đi. Đứng lại. Đứng lại chưa?